Bắn súng là môn thể thao rất phổ biến trên toàn thế giới. Nó luôn được cho vào danh sách các môn trong Thế vận hội mùa hè và cũng là một trong những môn thể thao lâu đời. Tại Việt Nam những năm gần đây, các vận động viên bắn súng cũng có những thành tích khả quan tại SEA Games cũng như các giải quốc tế lớn khác. Và mới đây tại giải vô địch bắn súng thế giới năm 2023 diễn ra tại Azerbaijan, nữ xạ thủ Trịnh Thu Vinh đã xuất sắc lọt top 5 nội dung 10m súng ngắn hơi nữ, giành vé tham dự Olympic Paris 2024. Cô gái tài năng của bắn súng Việt Nam đã cố gắng hết mình để có thể khẳng định màu cờ sắc áo của Việt Nam trên đấu trường quốc tế. Nữ xạ thủ Trịnh Thu Vinh sinh ra trong một gia đình không có truyền thống thể thao, nhưng cô gái trẻ ấy lại có niềm đam mê mãnh liệt với bộ môn bắn súng. Năm 14 tuổi, cô được tuyển vào Trung tâm Huấn luyện Thể thao Công an Nhân dân và tập luyện môn điền kinh. Tuy nhiên, sau 3 năm tập luyện, các huấn luyện viên của Thể thao Công an Nhân dân đã nhận thấy triển vọng phát triển ở Thu Vinh ở môn bắn súng, nên đã đưa Vinh sang tập luyện. Những ngày đầu chuyển sang bộ môn bắn súng, như bao vận động viên năng khiếu, tất cả phải làm quen từ kỹ thuật cơ bản nhất rồi mới được cầm cây súng trên tay. Từng động tác nâng súng, các tư thế kỹ thuật đứng bắn đều được rèn kỹ lưỡng, tỉ mỉ cho vận động viên trẻ. Nếu ai không nhẫn nại và ý chí, hầu hết người ấy sẽ sớm dừng lại hoặc tìm môn thể thao khác thay đổi. Nhưng với Thu Vinh, sự nhẫn nại là có và nữ xạ thủ trẻ từng bước tập luyện để phát triển khả năng tốt nhất của mình. Được thầy Nguyễn Đăng Trường giới thiệu sang thì mới đầu cũng chỉ nghĩ là mình tập, mình thấy thích thì mình cũng tập chơi thôi. Nhưng mà sau này thì càng tập thì lại càng thấy đam mê và cuối cùng theo đến tận bây giờ. Thì lúc đó thì cháu cũng nhỏ, người cũng nhỏ thôi, và vì là cái thể trạng của điền kinh ấy, thì nó không thể to béo được, nên thành ra lúc đó thì người cháu cũng gầy và nhỏ. Khi cháu chuyển sang đây xin tôi thì tôi cũng có thấy là, tức là Thu Vinh có một cái là cháu nhanh nhẹn, và khi tôi nói thì cháu cũng tiếp thu rất là nhanh và có thể làm được những động tác đơn giản ngay lúc đầu. Nên thành ra tôi cũng lúc đó thì tôi cũng rất hy vọng là Vinh tập luyện được. Vinh thì có một cái nghị lực vì hoàn cảnh gia đình rất là khó khăn, nên ngay từ đầu là em đã đã quay luôn được vào một cái guồng là phải tập luyện. Và tập luyện tốt, Vinh rất là cố gắng trong tập luyện. Làm mọi thứ, tất cả những bài tập tôi ra thì Vinh làm rất là tốt và hoàn thành đầy đủ tất cả các bài tập tôi ra. Không phải xạ thủ nào khi xuất hiện cũng là một tài năng thiên bẩm xuất chúng. Để thành công trong thi đấu của bắn súng thể thao nói riêng, vận động viên cần khổ luyện. Trịnh Thu Vinh không ngoại lệ. Trưởng thành từ nôi đào tạo của Trung tâm Thể thao Công an Nhân dân, qua quãng thời gian tập luyện, thi đấu, Thu Vinh dần tích lũy thêm nhiều kinh nghiệm, từ đó khẳng định mình ở chuyên môn. Các huấn luyện viên bắn súng đội tuyển Công an Nhân dân luôn là những người tiếp sức, truyền lửa đam mê cho Thu Vinh, giúp Vinh rèn luyện kỹ lưỡng, tỉ mỉ từng động tác nâng súng hay các tư thế kỹ thuật đứng bắn cho xạ thủ trẻ. Đáp lại công sức ấy của các thầy cô, Thu Vinh cho thấy sự bền bỉ, từng bước vượt qua khó khăn trong quá trình tập luyện để phát triển năng lực của mình. Các bác lãnh đạo rồi các thầy các cô ở công an tạo điều kiện rất nhiều. Đôi khi là ở trên đội tuyển chưa thể đáp ứng được đủ nhu cầu đạn thì là địa phương sẵn sàng cung cấp lên để cho hai vận động viên của công an có thể thi đấu và cống hiến hết mình cho thể thao. Trong tập luyện bộ môn bắn súng thì Vinh luôn luôn là cố gắng để đạt được thành tích tốt. Và em cũng có một cái tinh thần là rất mong muốn để mang lại thành tích tốt cho đoàn thể thao Công an Nhân dân. Cho đến bây giờ, hai cô cháu vẫn đồng hành với nhau và vẫn kết nối với nhau để bổ sung cho cháu và những cái gì mà cháu thiếu sót trong chuyên môn và cũng như là tâm lý. Vì cái môn này không thể là chỉ dạy chuyên môn không, mà chúng tôi còn phải rèn luyện cho cháu về mặt tâm lý để thi đấu vững vàng và tốt hơn.
phát hiện ra những tố chất đặc biệt của Thu Vinh, huấn luyện viên Nguyễn Thị Nhung cùng chuyên gia Park Chung-gan nhanh chóng tuyển chọn Thu Vinh lên tuyển và đưa vào nhóm vận động viên trọng điểm đào tạo chuẩn bị cho Olympic 2024 ở nội dung súng ngắn hơi nữ. Huấn luyện viên Trần Quốc Cường sau khi nghỉ thi đấu đã tham gia ban huấn luyện đội tuyển bắn súng Việt Nam, giữ nhiệm vụ huấn luyện nội dung súng ngắn nữ và tham gia huấn luyện Thu Vinh thuộc tổ nội dung này. Được sự dìu dắt trực tiếp của huấn luyện viên Nguyễn Quốc Cường và chuyên gia Park Chung-gan ở đội tuyển quốc gia, nữ xạ thủ đã cho thấy tài năng của mình khi lần đầu tham dự các giải đấu. Năm 2022 được xem là năm thăng hoa của Trịnh Thu Vinh. Ở tuổi 22, cô đã lần đầu được dự SEA Games 31 và giành một huy chương đồng cá nhân, một huy chương bạc đồng đội trong cùng nội dung 10m súng ngắn hơi nữ. Tới Đại hội Thể thao Toàn quốc lần thứ 9 năm 2022, Trịnh Thu Vinh đóng góp công sức, giành 2 tấm huy chương vàng quan trọng cho bắn súng công an nhân dân tại giải ở nội dung 10m súng ngắn hơi đồng đội nữ, 10m súng ngắn hơi đồng đội hỗn hợp nam nữ. Sau đó, ở giải bắn súng vô địch châu Á năm 2022, Trịnh Thu Vinh xuất sắc giành một huy chương vàng cá nhân 10m súng ngắn hơi nữ, một huy chương vàng bài bắn 10m súng hơi đồng đội hỗn hợp nam nữ và một huy chương vàng đồng đội súng ngắn 25m nữ. Cái thời điểm mà Vinh lên đội tuyển thì lúc đấy em cũng còn kỹ thuật nó cũng chưa ổn định. Tức là thời điểm đấy em cũng mới tập một thời gian ngắn. Và cái thành tích thì lúc đấy thực sự nó cũng chưa cao. Nhưng mà sau một thời gian tập ở trên đội tuyển cùng với các anh các chị rồi là những người mà có những cái bề dày thành tích thì em ấy cũng đã cố gắng rất là nhiều để mà hòa nhập và học hỏi rất nhiều. Thế thì mấy cái năm trước thì đến cái SEA Games năm 2021 thì thành tích của em cũng chưa là tốt. Nhưng mà đến bắt đầu sang đến năm 2023 thì cái thành tích của em mới bật lên là ở cái vòng loại là thấy là rất là tốt. Bởi vì là khi mà mình bắt đầu lúc mà tôi làm cái đội nữ thì mình thấy là em mới có những cái mà cái đấu pháp nó chưa hợp lý thì mình đã có những cái thay đổi. Có thể là cũng là một phần tích lũy từ do em vào, cũng là một phần từ những cái mà đấu pháp của mình nữa thì để cho em có một cái thành tích cũng khá là ổn định. Khó khăn nhất chắc là lúc mà lên đội tuyển năm đầu tiên thì cái lúc đấy là nói đúng ra trên đội tuyển thì hơi ngợp so với lại vận động viên từ địa phương lên, mà thứ nhất là như thế, mà thứ hai nữa là bản thân tôi lên thành tích cũng khá là nhanh thì đâm ra là cái lúc đấy mình cũng chưa biết được tại sao nó lại lên và tại sao nó lại xuống, lên nhanh cũng xuống cũng nhanh nên đâm ra là rất chi là bấp bênh và lúc đấy mình cảm thấy hơi sợ. Em ấy là một người rất là có sự khao khát cho nên là đôi lúc thì cũng vì là khao khát quá, vì là mong muốn nhiều nên là cũng đôi lúc cũng có sự cản trở về tâm lý, nhưng mà khi mà em mới làm được thì em sẽ làm rất là tốt. Huấn luyện viên trưởng Park Chung-gan hiện là chuyên gia người Hàn Quốc và duy nhất của đội tuyển bắn súng Việt Nam hiện tại. Thành công ngày hôm nay của Thu Vinh có công lớn của vị chuyên gia này khi ông là người đã đưa Thu Vinh vào nhóm vận động viên trọng điểm đào tạo chuẩn bị cho Olympic Paris 2024 ở nội dung 10m súng ngắn hơi nữ. Ông cũng là người đã trực tiếp sửa đổi về kỹ thuật và giúp cho vận động viên ổn định về tâm lý khi thi đấu. Chỉ sau một thời gian được chuyên gia Park Chung-gan huấn luyện, thành tích của Trịnh Thu Vinh trong tập luyện đạt thấp nhất là 580 điểm, điểm khi thi đấu là khoảng 570 điểm trở lên. Hiện tại về mặt kỹ thuật của Thu Vinh thì khá ổn định. Bên cạnh đó, Thu Vinh cần kiểm soát được tâm lý của mình tốt hơn. Trong mỗi buổi tập luyện bắn súng, tôi sẽ kiểm tra và giải quyết những vấn đề về kỹ thuật mà em còn mắc phải và cùng trao đổi để em có thể rèn luyện được kỹ thuật bắn tốt nhất khi tập luyện và thi đấu. Mong rằng Thu Vinh sẽ tiếp tục cố gắng hơn nữa và tôi hy vọng rằng chúng tôi sẽ có thêm nhiều xạ thủ trẻ tài năng như Thu Vinh. Làm một vận động viên bắn súng thì nó không hẳn như những cái môn khác, bộ môn khác. Bởi vì cái bắn súng nó cái quan trọng nhất là cái thần kinh. Nếu như mà ai mà không vượt qua áp lực thì người đó sẽ không thể thành công được. Kể cả trong tập luyện rất là tốt, nhưng mà khi vào thi đấu mà mình bị áp lực lớn quá thì nó sẽ không thành công. Và em ấy có một cái thuận lợi là ngày trước em đã từng tập điền kinh.
Đấy, và khi mà tức là vận động viên mà của bắn súng mà cái người mà người ta chạy nhiều, vận động viên mà chạy nhiều thì làm cái phổi của mình nó khỏe, để mình cái hô hấp của mình trong cái thời gian mà mình đứng bắn, mình nín thở rồi là thì nó có cái sự ổn định, nó không bị căng tức ở trong cái nhịp. Tại giải vô địch bắn súng thế giới, chuyên gia Park Chung-gan cũng là người trực tiếp chỉ đạo Thu Vinh thi đấu. Tháng 7 vừa qua, thể thao Việt Nam đón tin vui khi xạ thủ Trịnh Thu Vinh lọt top 5 vận động viên hàng đầu nội dung 10m súng ngắn hơi nữ tại giải vô địch thế giới năm 2023 tổ chức ở Azerbaijan. Tuy trẻ tuổi và chưa cọ sát thi đấu ở nhiều giải đấu lớn, nhưng khi phải đối đầu với hơn 130 xạ thủ xuất sắc đến từ các nước trên thế giới, Thu Vinh đã giữ được trạng thái tâm lý vững vàng và giành 579 điểm, qua đó đoạt vé chính thức dự Olympic Paris 2024. Thời điểm này, điều quan trọng nhất chúng tôi hướng tới là Thế vận hội. Chúng tôi tập trung vào việc có thể đạt được ít nhất 2 huy chương. Ban huấn luyện và vận động viên đang cố gắng tập trung vào cả hai mục tiêu. Trước mắt là đưa Thu Vinh tham dự thật nhiều các giải đấu trong và ngoài nước, để Thu Vinh có cơ hội được cọ sát và rèn luyện thi đấu. Chúng tôi đã có kế hoạch cụ thể để Thu Vinh rèn luyện từng bước. Mục tiêu là trong năm tới, tại các giải Thu Vinh thi đấu thì bạn ấy đều giành được huy chương, và càng gần đến chung kết, chúng tôi sẽ tiếp tục giữ cho tâm lý của Thu Vinh tốt nhất để bạn ấy có thể tự tin chinh phục Olympic Paris 2024. Sau tấm huy chương vàng của Hoàng Xuân Vinh ở kỳ Olympic năm 2016, đội tuyển bắn súng Việt Nam không có bất kỳ gương mặt nào đủ sức vượt qua vòng loại để tranh tài tại Olympic Tokyo 2020. Vì vậy, tấm vé tham dự Olympic Paris 2024 của Thu Vinh không chỉ thúc đẩy tinh thần thi đấu của các xạ thủ khác trong đội, mà còn tạo động lực để các vận động viên Việt Nam tiếp tục hướng đến những vị trí tiếp theo trong hành trình chinh phục suất tranh tài chính thức tại Thế vận hội. Tôi cũng xin cảm ơn tất cả các bác lãnh đạo làm trong ngành thể thao cũng như là các lãnh đạo của Bộ Công an đã và đang cố gắng đầu tư cho tôi để cho chúng tôi có thể phát triển tốt hơn. Cảm ơn ban huấn luyện ở đội tuyển bắn súng Việt Nam và cả thầy chuyên gia. Cũng cảm ơn ban huấn luyện ở đội tuyển Công an Nhân dân. Và tôi cũng mong rằng là sau này tôi có thể khoác lên mình bộ quân phục của Công an Nhân dân và có thể được đứng trong hàng ngũ của công an và tiếp tục cống hiến hết mình cho thể thao Công an Nhân dân nói chung và nói riêng và cho thể thao của Việt Nam nói chung. Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an cũng đã chỉ đạo quan tâm đặc biệt đối với để bồi dưỡng, huấn luyện để cho vận động viên Trịnh Thu Vinh có cái sức khỏe, thể lực cũng như là kỹ năng để thi đấu tốt nhất ở đấu trường Olympic 2024. Đây là một đấu trường quốc tế mang tầm cỡ quốc tế và cái việc thi đấu cũng rất là khắc nghiệt. Ở tuổi 23, cô gái tài năng Trịnh Thu Vinh đã trở thành niềm tự hào của bắn súng Việt Nam nói riêng và thể thao Việt Nam nói chung. Sắp tới đây, hành trình vươn tới những đỉnh cao mới của Thu Vinh sẽ còn nhiều thử thách, nhưng chắc chắn rằng câu chuyện về sự khát khao và nỗ lực của nữ xạ thủ Trịnh Thu Vinh sẽ truyền được cảm hứng và động lực tới các thế hệ vận động viên trẻ của thể thao Việt Nam.